Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thối nát tột cùng, từ loại tiến sĩ lò ấp cho đến giám đốc mù chữ đều có thể cưỡi đầu dần. Lò ấp tiến sĩ là nơi sản xuất tiến sĩ với tốc độ công nghệ 4.0. Lò ấp tiến sĩ không khác gì các tổ chức cấp bằng giả, tuy nhiên lò ấp là một trường hợp hợp pháp. Chính người đứng đầu lò ấp là những quan chức lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam bằng tiến sĩ của lò ấp là loại bằng không có thực học. Thường học viên chỉ cần đóng tiền rồi sau đó làm một đề tài trời ơi đất hỡi nào đó rồi sau đó đến nhận bằng. Đây hình ảnh lò ấp tiến sĩ là sản phẩm đặc trưng của thời đại Hồ Chí Minh. Chưa có chính quyền nào mà bằng tiến sĩ nhiều như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cách quản lý đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc loại cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng của thế giới bởi bên trong nhà nước này là cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ, nó vận hành từ địa phương cho đến trung ương. Thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt mãi mà không hết nguồn quân tham. Nguồn quân tham của chế độ này nhiều như sóng biển, cứ lớp sau, xô lớp trước không bao giờ có điểm dừng. Thực ra không có trường hợp nào dạy chiêu trò tham nhũng, những chiêu trò này là do các quan chức học hỏi lẫn nhau. Việc điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần tới những kiến thức cao siêu. Cho nên, dù có thực học và bộ máy chính quyền cũng bỏ chữ mà học lại chiêu trò để bòn rút của công như bao người khác. Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều Tây học, đều có thực học, nhưng thành tựu ông để lại là vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu khủng khiếp. Mà có thực học thì cũng chỉ là làm cảnh, vậy thì cần gì Tây học, làm gì cho nó tốn kém. Cũng chỉ cần đóng ít tiền vào lò ấp rồi sau đó là luận án với đề tài tào lao nào đó thì cũng có bằng tiến sĩ để tiếp tục lẻ thiên hạ để bổ sung vào hồ sơ các nhân vật cho đẹp mà tiến thần. Làm bằng giả thì dễ bị phát hiện chứ bằng tiến sĩ lò ấp thì không thể bị phát hiện bởi nó được cấp cơ quan nhà nước công nhận và đóng dấu. Vì nhu cầu bằng giả cho bộ máy chính quyền là rất lớn nên dịch vụ lò ấp cũng nở rộ nó cung cấp cho bộ máy chính quyền những con người rốt nát nhưng có bằng cấp rất cao, rất nguy hiểm cho đất nước này. Đến hình ảnh, bằng giả tràn lan tại Việt Nam. Cho đến nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Đông Đô là hai lò ấp bị thanh phùi. Tuy nhiên, chính quyền này không khui ra những ai đã lấy bằng tại hai lò ấp này. Và đương nhiên, những quan chức đó vẫn tiếp tục tiến thần lên cấp cao nhất của đảng bởi nếu truy ra thì quan chức bị lộ cho nên không ai dạy gì bứt dây động rừng. Cũng vì vậy, các lò ấp tiến sĩ của hai trường hợp trên thì vẫn ung dung cưỡi đầu, cưỡi cổ người rông trong cả nước. Thực ra làm lãnh đạo và chỉ chăm chăm vào kho tiền của ngân sách và túi tiền của dân thì chỉ cần biết mánh lới, trục lợi, không cần học hành gì cao siêu. Thậm chí một kẻ mù chữ cũng có thể làm quản lý nhà nước được, miễn sao ăn cho khéo và chia cho đều thì ắt có cả một ekip cùng lợi ích bảo vệ nó. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng riêng, ông Tuần Sô, trung tướng, chính văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã nói rằng Giám đốc Trung tâm Kiểm định 5017D ở Nhà Bè khi bị bắt đã lộ ra không biết đọc, biết viết, khai học có đến lớp 3 từ 50 năm trước. Tin tức này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội, không ai không cảm thấy sốc khi nghe về một con người mổ chữ mà được giao cho quản lý cả một trung tâm đăng kiểm lớn đến thế vậy ông này làm sao biết về tiêu chuẩn kỹ thuật làm sao hiểu về luật mà điều hành một trung tâm kiểm tra chất lượng ô tô cho lưu thông bao nhiêu tai nạn giao thông đã liên quan đến một ông giám đốc điều hành rốt này có ai thống kê được hay không và ai sẽ đền cho những sinh mạng bị chết vì việc đó đây là hình ảnh trong chế độ này mù chữ đã làm đến giám đốc có ý kiến cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi lên từ học thuyết khát máu. Chỉ có những con người sắt máu và vô minh mới tôn thở nó. Và thực tế, dù là thời đại 4.0 đi nữa, thì bộ máy lãnh đạo đất nước của Việt Nam cũng là một bộ máy của những người vô minh. Họ chỉ biết bòn rút, gây sai lầm và vô năng cho nên dân mới khổ, đất nước mới nghèo. Và bộ máy này nó luôn là mảnh đất màu mỡ cho những con người rốt nát như vậy để phát triển nó phát triển những chiêu trò bòn rút ngân sách nhà nước và trấn lột người dân. Có vẻ như nhận xét đấy khá hợp lý. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Thối nát tột cùng từ loại tiến sĩ lò ấp đến giám đốc điều hành mù chữ đều có thể cưỡi đầu dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng trang bị cho tô lâm hỏa lực khủng để chống dần. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã khoe tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã được trang bị nhiều loại phương tiện khí tài hạng nặng hiện đại và có sức chấn át rất mạnh xe hôm chống đạn được trang bị cho chỉ huy, xe bọc thép S5 do Hàn Quốc sản xuất chống được đạn, có nhiều lỗ bắn ở hai bên, chờ được 12 người vừa nhậu và nhiều loại vũ khí khác nhau. Điểm đặc biệt của S5 là bánh xe khi bị trúng đạn vẫn có thể chạy được với vận tốc trung bình khoảng 50 km mỗi giờ. Với bom mìn thì có thể chống được khoảng 500 g thuốc nổ TNT và nhiều khí tài thuộc hàng khủng khác. Đây là hình ảnh thể hiện bên ngoài là khoe khoang nhưng ẩn ý dường như là đe dọa. Trong tình hình sự thối nát của đảng cứ luôn phôi bày ra trước bàn dân thiên hạ, thì tất nhiên lòng dân sẽ bất an vô cùng. Lò của ông Trọng dựng lên đã qua gần 10 năm, nhưng đốt không xuể quan tham khắp nơi từ Bắc vào Nam. Ông Trọng càng đốt thì củi càng nhiều, và như thế đốt mãi chưa biết bao giờ mới hết. Thậm chí ông quẳng người này vào lò rồi đưa người khác lên thay, và người thay thế cũng chẳng khác gì hơn. Trường hợp ông Trung Ngọc Anh thay ông Nguyễn Đức Trung vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì ông Anh lên sau cũng tệ như ông Trung trước đó. Hay trường hợp như ông Nguyễn Thành Phong thay ông Lê Hoàng Quân ở vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự. Có thể nói rằng ông Trọng không biết bắt đầu từ đâu để diệt sạch bầy sâu bọ đang làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một nhơ nhuốc trước nhân dân. Mặc dù Đảng Cộng sản và nhà nước của Đảng này lập ra luôn hòa khẩu hiệu là nhà nước của dân và vì dân, do dân, nhưng kỳ thực là họ coi dân là thành phần cần phải trấn áp. Đảng Cộng sản thực hiện bảo vệ Đảng bằng hai lớp kiên cố gồm vòng trong và vòng ngoài. Vòng ngoài là ban tuyên giáo trung ương điều khiển một mạng lưới báo chí độc quyền để tuyên truyền những điều theo ý Đảng. Đã bao lâu này, Đảng Cộng sản luôn đổ lỗi cho những thối nát của chế độ rằng đảng không sai nhưng do người thực hiện chính sách sai. Thực tế thì quan chức nào cũng được đảng đào tạo chung cao cấp về lý luận chính trị và đảng viên nào cũng được học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy thì cái sai cá nhân là do đảng hay là do cá nhân đây? Đưa hình ảnh những chiếc xe Hummer chống đạn dùng để chỉ huy chiến dịch chống dân nếu cần. Với vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu Đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bày cái ác tột cùng của nó. Từ nhiều năm trước, khi người dân miền Trung gặp thiên tai thì mặt trận Tổ quốc Việt Nam ép buộc các nhà từ thiện phải cống nạp cứu trợ cho họ, rồi từ đây họ muốn phát cho ai thì phát. Trong vấn đề này, nhiều người nghi ngờ mặt trận Tổ quốc muốn trục lợi nhờ vào thảm họa. Tuy nhiên, vì tổ chức này không bao giờ kiểm toán độc lập vào cuộc nên không có bằng chứng để chống lại họ cây kìm trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra đại họa dịch covid 19 ập đến người dân trong nước thì bị dịch tấn công người dân ở nước ngoài thì mắc kẹt ở đất khách quê người không có hỗ trợ và lúc này thì chính quyền của đảng cộng sản mới thể hiện hết bản chất của họ vụ án việt á và vụ án chuyến bay giải cứu đã nói lên tất cả người dân càng khốn khổ chính quyền thì càng nhẫn tâm lòng dân không thể nào không phẫn uất trước những trò chấn lột người khốn khổ đến như thế. Đây là hình ảnh dân với tay không có tức sắt nhìn sẽ bọc thép xuống ống tua tủa này của công an ắt phải bạt vía. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người bảo thủ và lũng con người có nhãn quan chính trị khá nhất hiện nay. Ông đã nhìn thấy những gì mà Đảng Cộng sản đã, đang và sẽ bộc lộ là quá lộ liễu, không thể dùng tuyên giáo để che đậy hết được, mà phải diệt bớt quan tham. Tuy nhiên khi bắt tay vào diệt thì không xòe hết lớp này lại đến lớp khác trào lên. Và lúc này lúc cần đến súng đạn. Thực chất những thứ vũ khí tân tiến và hỏa lực cực mạnh mà Đảng Cộng sản nhập về để trang bị cho bộ công an là nhắm vào dân chứ không phải vì một thế lực bên ngoài nào hết. Đất nước này có 100 triệu dân và có 5 triệu đảng viên thì ông trọng coi trọng 5 triệu đảng viên, còn 95 triệu người dân còn lại là những mối đe dọa tiềm mẩn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Đảng trang bị cho Tô Lâm hỏa lực khủng để chống dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm